Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ tham gia cái giải đấu vô địch phát. Đến như trong quà top 4 là cũng sẽ có phần thưởng cao cao đấy. Rồi chiến thôi. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ phải tham gia cái vòng loại 32 thanh niên kia đã. Ok. Thì bạn thì có Hana độc vụ với khả năng tanh khá là tốt, phản đòn ở hàng đầu tiên. Ở hàng giữa thì có một ông cụ già cầm đàn khuyên sướng tên rồi. Ok, hàng sau thì cũng có Gojo. Ai chà chà. Và kia là có em cái gì nhỉ? Arita cái gì Tata ấy. Đó. Bây giờ thì Gojo của team mình thì không team bạn nha. Rồi, ông cụ đánh đàn thì cực gắt luôn. Với những bản nhạc dốc thì thôi rồi lượm ơi luôn. Gojo bên mình thì xả một quả ulti và đã kết liễu được hai đứa của team bạn rồi anh em ơi. Chỉ còn lại một mình ông già. Và bây giờ thì Hana tiếp tục là có buff lên cho đồng đội. Và buff kia là chính bản thân mình Shokohian có hồi máu. Do là không có ai tử ẹo cho nên là không cần hồi sinh mà sẽ hồi máu cho Maki. Nhưng mà tụi bạn có quả chú cụ nhưng không gây choáng ai cả. Và bây giờ tiếp tục là Gojo sử dụng skill có bạo kích nha. Ôi, nhưng mà pha thứ hai thì không có bạo kích và bây giờ thì Shokohian tiếp tục. Ôi giời ơi, và pha kiện liễu đến từ em Sukuna. Cao cầu cắn xé cực kỳ kinh khủng nha. Đây là trận chiến không ngang tài ngang sức tí nào khi mà lực chiến của mình là tận 1.288.000, trong khi đó bạn Mai chỉ có 875.000 mà thôi anh em nhá. Rồi nhưng mà vẫn phải đánh thêm trận nữa. Theo thể thức BO3 thì mình sẽ tiếp tục là cho anh em xem về quả giao tranh này nhá. Ok. Em Hana đặc vụ team bạn này vẫn tiếp tục là búp lên, có phản công các kiểu nhưng mà không ăn thua cho lắm. Và em Maki thì mình thấy chém vẫn cứ là ổn áp anh em ạ. Ảo thật, dù là có bị fix một tí nhưng mà đánh đơn mục tiêu thì cũng ổn nha. Rồi, Gojo có sử dụng quả ulti. Nhưng mà team mình vẫn tương tự là như vậy, không có bạo kích, không có gì. Thì team mình vẫn sống được thôi. Và bây giờ thì Gojo team mình nào sử dụng skill ulti lên đi. Và cái địch vẫn tiếp tục là đi gần hết. Chỉ còn lại một mình cụ thôi. Thế làm sao mà chống chịu được với lại 5 thanh niên trai tráng lực lưỡng. Ôi dồi ôi, kẻ 4 bịch sữa, kẻ không bịch nào thế này. Ôi, mình có chú cụ nhưng mà không ăn thua cho lắm. Rồi, Sukuna cào, không sao cả, cụ đã hồi được máu. Nhưng bị một pha bạo kích đánh thường đến từ em Gojo. Và tiếp tục là búp lên đến từ Shokohian. Và bây giờ vẫn là tương tự như thế thôi. Khi mà Sukuna lại tiếp tục lực kết liễu cụ, không hề nương tay với cụ nha. Vào gặp ngay ông top 1 server thôi anh em ơi. Thế này thì khả năng cao là mình thua rồi. Bởi vì mình cũng đã test sức mạnh với ông này khá khá nhiều lần rồi đấy. Thì ông này có em Gojo bá lắm anh em ạ. Cộng thêm cả Sukuna nữa. Hình như lên E2 rồi thì phải đây này. Căng đét đèn đèn luôn và tất cả những em khác đều 9 sao. Có em một em là 8 sao thôi. Là em Hana. Và đây là Gojo. Gojo. Trời ơi. Khác bọt quá anh em ạ. Chênh nhiều lực nữa. Thế này thì khả năng cao là mình sẽ thua nốt trận còn lại thôi. Đây đúng rồi. Nhìn bảng xếp hạng đây. Mình về đích ở top 2 anh em nhé. Và vô địch vẫn là Mr. Jason. Và top 3 thì thuộc về vị trí của bạn Mai. Bạn Mai này cũng là bạn vừa oánh với mình lúc nãy đấy. Ok nhưng mà không sao. Rồi đi vương tọa vụn vỡ tí ở nhà. Oánh cái ông này để có thể lấy thêm một cái danh hiệu. Cái búp đấy cũng được thêm 3% công với cả 3% HP thì phải. Ok đây của mình đây. Rồi kẻ địch thì có Mây Mây. Có ông cụ. Wow. Xịt như kiểu là Kame Yoko vậy. Panda thì đấm cá gắt, tuy nhiên là Maki của mình vẫn phản đòn ok la nha. Shokohian thì có hồi máu và bây giờ Sukuna kết liễu đèn Mây Mây thì bạn khi mé Mây Mây là có tỷ lệ máu thấp nhất ở trong đội hình của team bạn. Và ông cụ thì đánh nhạc rock liên tục có búp lên, tuy nhiên là Panda đánh không thấm cho lắm. Ôi dồi ôi, xa quyền nhưng không ăn thua. Bây giờ thì Gojo sử dụng quả ulti. Là trời, kết liễu được hai kẻ địch và Maki. Ngon quá. Pha thứ hai tiếp tục một kết liễu thanh niên Panda nữa. Đấy, thế là nhận được thêm cái danh hiệu chúa tể bóng tối anh em nhé. Có 3% sinh lực và 3% công. Wow, ngon đấy anh em ạ. Ok, mình sẽ nhận thêm một số những cái phần thưởng. Và như đây rồi, thư này. Thưởng giải vô địch, đổi chip giải vô địch. Có 5.100 điểm anh em ạ. Để mình xem nào. Trong shop điểm này thì có thể mua được cái gì không ta. Shop này. Shop này có gì ta. Đấu trường thì cũng mua được một số mảnh trang bị các thứ. Các kiểu con đà điểu nha. Hiện tại mình có 8.400. Đây này, ở dưới này là có mảnh Nanami với cả mảnh Mahito. Ok, nhưng mà cũng chưa thấy có cái gì mua được ổn áp anh em ạ. Mahito thì mình đang không chơi. Thế cho nên là cứ bình tĩnh đã. Mấy hôm kia mình chưa nâng mạnh mình lên, cho nên là mình nâng vào Mahito nữa thì nó không có đủ tài nguyên phí. Đặc biệt là những ân tướng nào mình đã nâng rồi
thì thôi, ở thời điểm này vẫn chưa có nguyên liệu để có thể là hoàn nguyên lại, nên là tốn kinh khủng luôn. Nếu như mà cứ ngồi làm review cho anh em đầy đủ hết ấy, thì cũng căng đấy. À, thành phố Lãng Quyên này, mảnh Sukuna có 45.000 điểm ở trong thành phố Lãng Quyên, khả năng là phải đi đánh đấy nhỉ. Wow, sao điểm Sukuna bằng điểm của Tondo vậy. Thành phố Lãng Quyên mình đi thử tí nhỉ. Ôi nhưng mà như đội hình của mình hẹo gần hết rồi. Đấy đúng rồi, hẹo gần hết rồi. Thế này thì mình phải hồi sinh. Hồi sinh thì mình sẽ phải tốn kim cương. Chứ còn đội hình toàn level 1 thế này thì vào đấm nó múc gần đi hết. Mình phải hồi sinh thôi. Lựa chọn thầy đầu tiên, thầy Gojo là phải lựa chọn đầu tiên anh em nhá. Tiếp theo là đến Sukuna này. Tiếp theo nữa là, hay là hồi sinh hết luôn đội nhỉ. Chứ nếu không làm sao mà vượt qua được cái ải tinh anh này, nó khoai lắm anh em ạ. Tầm này Soko Hian của mình thì nếu như anh em đã xem rồi mình nâng cấp lên, nhưng mà đi test thì có khả năng búp máu đấy, nhưng mà nó lại không trâu lắm. Thành ra nếu như Sukuna nó oánh vài cái này đi. Rồi, Gojo Hian vẫn đứng đầu nhưng mình cũng thắng được. Bởi vì giữa sát thương Gojo tầm này nó kinh khủng lắm anh em ạ. Nếu như có phôi, có phôi mà nâng cấp được lên thì ngon. Ai xì bà. À đúng rồi, mình có 30 cái vé chiêu mộ hội viên câu lạc bộ ấy. Để mình chiêu mộ thử xem có được em Gojo nào không anh em nhá. Phát đầu tiên nào. Ôi giời ơi, chán thế nhở. Có nhiều ông chiêu mộ được Gojo lắm này. Trời, em gì vậy. Phát nữa. Ui, 30 thẻ chiêu mộ hội viên câu lạc bộ mà không ra được Gojo anh em nhá. Cú thế nhở. Điểm ở trong này đổi thì toàn cái linh ta linh tinh. Điểm chip đây này, sức mạnh. Nhưng mà bây giờ mình mới có 46 cái xu. Trong khi đó là muốn có được em Sukuna thôi là cũng cần tận 75 xu đấy. Thì chiêu mộ ở trong này cũng còn mệt nghỉ nữa cơ, còn thiếu nhiều quá. Ok, ghép mảnh trả được cái quần què gì. À, có một em Toji đặc vụ này. Toji đặc vụ. Ô, hiện tại là mình đang có một em 8 sao đấy. Với một em đấy nữa thì sẽ có thêm phôi. Chuẩn bị nâng cấp cho nó lên 9 sao, đánh đấm như thế nào. Dưới này thì có nhiều mảnh đấy, nhưng mà chưa có thuốc tiến hóa cho nên là chưa muốn mở lắm anh em ạ. Lúc nào có tài nguyên nâng cấp thì mở một thể sau. Gói vòng quay may mắn được 1 triệu XP này. Chọn thưởng à. Cái này thì cứ chọn hủy diệt thôi. Sáng tạo với hủy diệt là hai hệ ưu tiên chọn. Vì hai hệ đấy nó là hiếm mà anh em. 165 xu. Để mình xem. À, mình sẽ đổi lấy cái đá may mắn anh em ạ. Đâu nhỉ? Đá may mắn. Đây đây đây. Đá may mắn đây này. Cái này mình có thể quay được. Quay thì mình sẽ lựa chọn được cái dương trong đấy có Sukuna anh em nhé. Ổ ria đấy, mình quay gần hết rồi. Ngon. Perfect này, có thể chọn được Sukuna cho show. Hiện tại là chót chơi Sukuna rồi thì all in em nó luôn. Với em này nữa thì mình sẽ có thể nâng cấp được cho nó lên E2 đấy. Bởi vì là nó sẽ cần một phôi Sukuna 6 sao. Rồi, xác nhận luôn anh em nhé. Còn hai em kia thì mình test sau. All in vào Sukuna cái đã. Ok nhỉ. Bản sao à. Thôi bản sao thì bình tĩnh. Cứ để đấy đã. Dục tốc bất đạt anh em ạ. Đây, trong đường của mình đây. Một em đấy 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 đấy. Có hai em Sukuna lòi phôi bình thường rồi đấy. Còn một em 1 thì không nói nha. Để mình xem là nâng sao lên thì cần Sukuna 6 sao với cả một phôi như là 10 sao hay sao ấy. 1, 2 này. Ok nhỉ.